Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi tin tức cập nhật trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, Tây Nguyên vốn được xem là khu vực có hoạt động địa chất tương đối ổn định. Dữ liệu của Viện Vật lý Địa cầu cũng cho thấy, từ năm 1903 đến năm 2020, khu vực này chỉ ghi nhận trên 30 trận động đất, trận mạnh nhất có độ lớn 3,9 độ. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi lớn từ tháng 4 năm 2021 sau khi thủy điện Thượng Kon Tum tích nước. Huyện Con Plong trở thành điểm nóng về động đất trên cả nước với hàng trăm trận động đất ghi nhận trong hơn 3 năm qua. Người dân vùng Tây Nguyên vẫn ngày đêm mong chờ kết luận của Viện Vật lý Địa cầu về thủ phạm gây ra động đất. Đi tìm nguyên nhân. Con Plong rộng chỉ 1.371 km2. Đây là huyện có viên ngọc quý Măng Đen. Phải khẳng định rằng, thị trấn Măng Đen có nổi tiếng được như bây giờ là nhờ rừng, thiên nhiên ít bị tác động bởi con người nên còn hoang sơ. Thế nhưng, theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kon Tum cho thấy, Kon Plong có tới 6 công trình thủy điện, trong đó có 3 công trình có hồ chứa lớn là thủy điện Thượng Kon Tum 220 MW, thủy điện Đắc Đơ Rinh 125 MW, thủy điện Đắc Re 60 MW, 3 thủy điện có đập, hồ chứa nhỏ khác. Chưa kể, vùng đất này còn tải thêm 125 công trình thủy lợi, 2 hồ chứa và 23 đập dâng. Riêng từ đầu năm 2024 đến nay, khoảng 20 trận động đất đã xảy ra, tâm chấn ở huyện Kon Plong, trong đó trận mạnh nhất độ lớn lên tới 5 độ, làm rung chuyển cả Tây Nguyên, nhiều tỉnh lân cận ở miền Trung. Trong khi đó, theo báo cáo, đập hồ chứa Đắc Đơ Rinh có tính toán thiết kế động đất cấp 8, thủy điện Thượng Kon Tum và đập hồ chứa Đắc Re tính toán thiết kế chỉ cấp 7. Ngay sau khi động đất liên tiếp xảy ra, một đoàn chuyên gia từ Viện Vật lý Địa cầu đã đến khảo sát đánh giá. Theo nhận định ban đầu của các nhà khoa học, động đất ở khu vực huyện Kon Plong, Kon Tum là động đất kích thích gây ra do hồ chứa. Tuy nhiên, để khẳng định nguyên nhân phát sinh, có cơ sở để dự báo xu thế hoạt động, cường độ của động đất trong tương lai nhằm đánh giá khả năng gây thiệt hại cho các công trình dân sinh và thủy điện, cần có những khảo sát, quan trắc, nghiên cứu chi tiết về địa chất kiến tạo, chế độ địa chấn trong khu vực Kon Tum cũng như lân cận. Các nhà khoa học cho biết thêm, các kết quả nghiên cứu trước đây về chế độ kiến tạo, hoạt động động đất tại khu vực Kon Tum và lân cận chưa đủ độ chi tiết để có thể đánh giá về nguyên nhân, mức độ nguy hiểm của động đất đối với các công trình dân sinh cũng như thủy điện. Đồng thời, chưa có những nghiên cứu chi tiết về động đất kích thích trong khu vực. Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, việc phát sinh động đất kích thích phụ thuộc vào nhiều yếu tố như địa chấn kiến tạo, thủy văn, cần có các nghiên cứu chuyên sâu mới đánh giá được. Riêng với hoạt động hồ chứa, cần làm rõ nhiều nội dung như mực nước, tốc độ tích nước, tổng lượng nước tác động đến động đất như nào. Để triển khai các nghiên cứu trên, mới đây, hệ thống 11 trạm quan trắc trong khu vực đã được lắp đặt và đưa vào sử dụng. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng phê duyệt về đề tài nghiên cứu về động đất kích thích trong khu vực đang triển khai. Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, đây sẽ là cơ sở để làm rõ hơn các vấn đề liên quan động đất kích thích ở khu vực này trong thời gian tới. Quân đội khẩn cấp vào cuộc. Trước tình hình động đất liên tiếp xảy ra ở Kon Plong, vào giữa tháng 8, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh Quân khu 5 và ông Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã trực tiếp đến khảo sát, kiểm tra các khu vực động đất trên địa bàn huyện Kon Plong. Sau khi kiểm tra thực tế, đoàn đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, triển khai công tác ứng phó với động đất trên địa bàn huyện Kon Plong. Hội nghị tiếp tục thảo luận xác định nguyên nhân, đề xuất phương án, giải pháp, xây dựng kế hoạch phối hợp trong công tác phòng chống động đất, kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ, ứng cứu người dân khi động đất lớn xảy ra. Cũng tại hội nghị này, Phó Tư lệnh Quân khu 5 đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan nghiêm túc triển khai các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh. Đặc biệt, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó động đất cho người dân và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để dự báo, cảnh báo thảm họa. Thiếu tướng giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục khảo sát, nghiên cứu, tham mưu hướng tiếp cận đường cơ động vào khu tâm chấn và các khu lân cận tại huyện Kon Plong, xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản ứng cứu, chuẩn bị tốt nhất phương tiện, lực lượng khi cần chi viện. Đồng thời, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương yêu cầu các đơn vị trực thuộc Quân khu 5 phối hợp chặt chẽ với các đơn vị địa phương của tỉnh Kon Tum, hỗ trợ xây dựng phương án phòng chống ứng phó với động đất sát thực tế, tổ chức tập huấn kỹ năng, diễn tập ứng cứu cho các đơn vị địa phương liên quan và người dân. Ông Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum cho biết, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan và huyện Kon Plong thực hiện nghiêm các biện pháp ứng phó động đất. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức kiểm tra, chỉ đạo huyện kiểm tra nắm tình hình, đánh giá thiệt hại, ảnh hưởng của động đất đến nhà ở của người dân và công trình cơ sở hạ tầng.
kịp thời khắc phục các sự cố để đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để ứng phó khi có tình huống xảy ra. Thông tin kịp thời về động đất và dư chấn do động đất, hướng dẫn kỹ năng ứng phó, ổn định tâm lý cho nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng. Theo ông Nguyễn Hữu Tháp, khó khăn hiện nay là các cơ quan chức năng của tỉnh không có đủ năng lực và các thiết bị, máy móc, dụng cụ chuyên dùng để đo đạc, kiểm tra, đánh giá xác định chính xác nguyên nhân gây ra động đất để đưa ra các giải pháp, hướng dẫn phù hợp trong phòng chống cho người dân trên địa bàn. Thưa quý vị, những trận động đất vẫn diễn ra bất thình lình, không kể ngày đêm, uy hiếp tinh thần tính mạng của người dân huyện Con Plông, tỉnh Kon Tum nói riêng và các tỉnh lân cận nói chung. Sự hoang mang, lo lắng của người dân ngày một dày thêm khi chưa có một lời giải thích thỏa đáng về nguyên nhân gây ra động đất. Những đôi mắt thâm quầng ở vùng tâm chấn động đất Kon Tum. Con Plông là một trong những huyện có vị trí địa lý cao nhất của tỉnh Kon Tum. Vào vùng lõi của động đất, xã Đắc Rinh không hề dễ khi đèo dốc hiểm trở, các phương tiện động cơ phải cai số 1 mới đi được. Quãng đường từ thị trấn Măng Đen, huyện Con Plông vào xã Đắc Rinh chừng 60 cây số nhưng phải đi hơn 2 tiếng đồng hồ. Anh A Thảo, sinh năm 1986, chú làng Tăng Pơ, xã Đắc Rinh, huyện Con Plông, tỉnh Kon Tum cho biết. Sau trận động đất mạnh nhất từ trước tới nay, vợ chồng anh không dám ở căn nhà chính, phải đem chăn chiếu xuống bếp sinh hoạt. Căn nhà chính là do vợ chồng anh tích cóp dựng lên. Anh Thảo chia sẻ, anh lấy vợ từ năm 26 tuổi. Gần chục người sống trong căn nhà của mẹ vợ nên anh quyết tâm làm căn nhà riêng cho bản thân. Căn nhà ấy, anh Thảo làm rất cẩn thận, chắc chắn trên 12 cây cột lớn từ 8 năm trước. Bởi vậy, nó hứng chịu che chắn cho gia đình anh qua biết bao trận động đất lớn nhỏ. Tuy vậy, trận động đất có độ lớn 5 độ Richter ngày 28 tháng 7 khiến đất trời Tây Nguyên rung chuyển, vượt ngưỡng chịu đựng của căn nhà gỗ. Anh Thảo thở dài nói, chắc hôm bữa động đất mạnh quá nên nó đã nghiêng. Trận động đất kinh hoàng ấy khiến vợ của anh Thảo là chị Izo, sinh năm 1987, cùng cậu con trai một phen mất vía. Hôm đó anh Thảo đi làm, chỉ có chị Izo và con trai ở trong nhà. Đang nằm ôm con ngủ, bỗng có những tiếng dần dần, nổ lớn, rồi rung chuyển căn nhà. Thấy vài viên gạch rớt xuống, chị Izo bế con chạy ngay một mạch ra đường. Sau khi bình tĩnh lại, chị Izo và con trai trở về đã thấy căn nhà nghiêng hẳn sang một phía. Từ hôm đó đến nay, chị Izo không đêm nào ngủ ngon giấc, mắt lờ đờ, thâm quầng. Chị Izo nói, hôm đó viên ngói rơi xuống chỉ cách mẹ con tôi một chút, nếu trúng đầu cũng mót thôi. Chồng tôi đã chống hai cột để nhà đỡ đổ rồi, nhưng giờ chẳng ai dám vào đó ở nữa. Sợ lắm, nhà đổ đè xuống, chỉ có đi xa thôi, không sống nổi đâu. Cũng từ thời điểm định mệnh ấy, cả gia đình anh Thảo đem hết chăn màn xuống dưới bếp ở. Căn bếp nhỏ được lợp tôn kèm mấy thanh xà gồ chỉ nhỏ bằng cổ tay. Lại là nơi gia đình nhỏ cảm thấy an toàn nhất. Chị Izo chia sẻ, chồng mình ngủ phải nằm trên cái giường xếp gần cửa, nhỡ có động đất thì bò ra cho nhanh. Còn mình ngủ ở góc khá vững, có sập thì bếp cũng còn một lỗ hổng an toàn. Cũng ở làng Tăng Pơ, xã Đắc Rinh, huyện Con Plông, tỉnh Kon Tum, gia đình chị Y Cơ Liêng, 42 tuổi, thuộc hộ khó khăn. Căn nhà của chị có hơn chục cái cột đều được kê dưới mấy hòn đá. Chị Cơ Liêng giải thích do gỗ không tốt nên phải kê lên đá như vậy để cách mặt đất đỡ mối mọt, bục đát. Tuy vậy, việc kê như thế rất nguy hiểm bởi khi xảy ra động đất, ngôi nhà không được vững chắc, có thể trượt rồi sập xuống bất kỳ lúc nào. Cũng bởi vậy mà trận động đất lớn nhất vừa qua khiến căn nhà của gia đình chị Cơ Liêng nghiêng hẳn qua một bên. Đến giờ cả gia đình, 6 người vẫn phải ở trong căn nhà này vì chưa có kinh phí làm nhà mới. Chị Cơ Liêng nhớ lại, hôm xảy ra động đất, cả nhà ai cũng giật mình, hốt hoảng, chạy tới ôm lấy nhau. Nói về lý do không chạy ra khỏi nhà, chị Cơ Liêng nhớ, động đất rung chuyển cả đất trời, hoảng sợ có nghĩ được gì đâu mà chạy ra ngoài. Mà đêm hôm trời lạnh, chỉ muốn ở trong nhà vì đây là nơi an toàn. Co người lại một lúc, mong nó đi qua sớm. Chồng mình bị khớp, con lại nhỏ, nên giờ chỉ biết ở trong căn nhà này thôi, chuyển đi đâu được. Muôn kiểu thoát thân ở vùng tâm chấn động đất Kon Tum.
chị Y Phương, 26 tuổi, trú xã Đắc Tăng, huyện Con Plông, tỉnh Kon Tum, cũng như bao người khác. Chị Phương có nỗi buồn không tên, cứ bứt rứt thấp thỏm lo lắng mỗi ngày. Bởi sau mỗi trận động đất, chị Phương phải sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Theo chị Phương, người dân ở đây đều có những cách riêng thoát thân mỗi khi động đất xảy ra. Thời tiết vùng núi lạnh vào ban đêm, nhưng các gia đình đều mở toang cửa chính, cửa sổ để tiện cho việc thoát hiểm. Có gia đình để ống bơ trên khung cửa sổ, khi rung lắc, nó rơi xuống phát ra tiếng kêu thì chạy thẳng ra ngoài. Đây là giải pháp tương đối vì có khi gió lớn cũng thổi đổ ống bơ. Có nhà lại kê giường sát những cánh cửa để khi động đất xảy ra họ chạy ra ngoài nhanh hơn. Thậm chí để ngủ yên giấc, có người chui sẵn vào trong gầm giường. Chị Phương thở dài nói, giữa đêm hay trong ngày có tiếng hét lớn ở đây đích thị là động đất. Mọi người cứ theo bản năng cắm đầu, ôm con cái chạy thẳng ra chỗ thoáng. Nếu biết, nghe thấy, còn chạy được, chứ lúc ngủ say, mọi thứ xảy ra nhanh quá, làm sao mà chạy kịp. Theo chị Y Phương, ở vùng động đất, người dân cũng phải dần học cách để quen, lâu rồi trở thành linh tính. Không phải trận động đất nào họ cũng bỏ chạy. Chẳng hạn, mỗi khi đất trời rung lắc, họ sẽ nhìn ly hay chậu có nước. Nếu nước trao nhẹ thì bình thường, còn động đất lớn sẽ làm rơi, đổ các vật dụng trong nhà. Đặc biệt khi mái tôn kêu soàn soạt, các trụ gỗ cọt kẹt, hầu hết mọi người đều chạy ra khỏi nhà để thoát thân. Nói về động đất, anh A Đơi, sinh năm 1996, chú thôn Vi Rinh 2, xã Đắc Tăng, huyện Con Plông, tỉnh Kon Tum bức xúc. Ức chế nhất là khi làm mệt về nghỉ trưa hay đêm khuya. Lúc đó ai mà muốn chạy nữa, cố đợi cho tử thần đi qua nhanh chóng. Mỗi ngày mấy chục trận động đất xảy ra, chạy miết vậy sao? Chạy nhiều cũng bực, mà không chạy bế con ra ngoài, nhỡ có chuyện gì thì biết kêu ai. Anh Đinh Văn Trói, sinh năm 1982, chú huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, làm thợ xây mới được mấy tháng ở xã Đắc Tăng chia sẻ. Sau các trận động đất liên tiếp, bản thân thấy rất lo sợ, hoảng loạn. Anh Trói nói, một ngày chạy vài chục lần động đất, ai mà sống nổi. Trên địa bàn xã Đắc Tăng có đến 341 hộ dân sinh sống gần lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum. Trong đó, khoảng 110 căn nhà của người dân thôn Đắc Tăng nằm trơ trọi trên đỉnh đồi với bốn bề vực sâu. Mưa rừng mềm đất, lòng đất chỉ cần trở mình thì không thể lường trước mọi thứ. Ông A Hương, trưởng thôn Đắc Tăng, cũng là một trong những người đã chuyển nhà từ thung lũng lên quả đồi để nhường cho lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum. Ông Hương nhớ nhất trận động đất cách đây chừng 4 năm, khi thủy điện Thượng Kon Tum tích nước không lâu. Đây là trận động đất đầu tiên nên người dân lo lắng, hoảng sợ, la hét, lao ra khỏi nhà. Lúc đó ông Hương không kịp leo xuống thang, chỉ biết bám lấy cây cột nhà siêu vẹo. Ông Hương nhớ lại và nói, tội nhất là các cụ già lớn tuổi, họ chỉ biết co rúm trong tấm chăn. Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Rinh cho biết, toàn xã có 595 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu, đa phần người dân tộc Ca Giong. Bà con trong xã chủ yếu trồng sắn, keo lai nên còn nhiều khó khăn. Ông Hải chia sẻ, thiệt hại lớn nhất của người dân sau những trận động đất chính là mặt tinh thần. Bởi vậy, về lâu dài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Rinh, huyện Con Plông, tỉnh Kon Tum mong muốn cơ quan chức năng sớm có kết luận. Nếu thực sự do ảnh hưởng của thủy điện thì các thủy điện phối hợp với xã, động viên, lo chi phí cho người dân. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!